Sau đây chúng ta sẽ đến với bài trình bày rất là thú vị từ ông Ngô Mạnh Hà. Thì ông Ngô Mạnh Hà là Phó Tổng Giám đốc phụ trách khối công nghệ công ty cổ phần tập đoàn Mayland. Thì ông Hà sẽ cung cấp cho chúng ta bức tranh toàn cảnh về chuyển đổi số trong ngành bất động sản. Cụ thể thì dưới tác động của đại dịch COVID-19, ông cũng đưa ra các cái nhận định về thách thức đi kèm với các cơ hội và đồng thời cũng đưa ra các cái giải pháp khả thi cho những cái khó khăn này. Trọng tâm nghiên cứu của ông Hà xoay quanh lĩnh vực kinh tế vĩ mô toàn cầu và phát triển kinh tế. Các nghiên cứu của ông đã được xuất bản trong một số báo cáo của Ngân hàng Thế giới, World Bank cũng như là các cái tạp chí học thuật uy tín. Đến với hội thảo hôm nay thì ông Hà sẽ chia sẻ với chúng ta cái báo cáo nền tảng số hay chuyển đổi số động lực mới cho ngành bất động sản. Thì thời gian hiện nay cũng hơi kéo dài rồi thì cũng rất mong ông Hà là có một cái bài trình bày trong vòng 15 phút. Thì sau đây xin trân trọng kính mời ông. Vâng, xin kính chào các quý vị đại biểu đã dự buổi hội thảo ngày hôm nay. Thì lời đầu tiên cho phép tôi gửi lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất đến các quý vị đại biểu. Tôi là Hà, tôi đến từ công ty cổ phần tập đoàn Mayland, một doanh nghiệp đổi mới sáng tạo với mục tiêu xây dựng một nền tảng số chuyên biệt cho lĩnh vực bất động sản. Thì để tiếp nối cái chủ đề của buổi hội thảo ngày hôm nay, thì tôi sẽ nói báo cáo về tình hình thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực bất động sản, một số những cái thách thức, khó khăn mà đang gặp phải trong quá trình thực hiện cũng như là đề xuất một số những giải pháp. Nhắc lại một chút về bối cảnh chung thì 2 năm vừa qua có thể nói là COVID đã tác động đến tất cả mọi mặt của đời sống kinh tế thế giới. Chúng ta đã phải thay đổi cách thức mà chúng ta sinh sống, chúng ta học tập, chúng ta làm việc và kể cả cách thức mà chúng ta tổ chức những buổi hội thảo như ngày hôm nay thì cũng đang là một cái sự khác biệt so với thời kỳ cách đây 2 năm. Không có một quốc gia nào là thoát khỏi cái sự ảnh hưởng của đại dịch COVID trong suốt 2 năm vừa qua và Việt Nam chúng ta cũng không phải là ngoại lệ. Nhắc đến tác động tiêu cực của COVID thì chắc là sẽ cần rất nhiều báo cáo, rất nhiều các buổi hội thảo thì chúng ta cũng chưa nói hết được. Từ quá tải về hệ thống y tế, từ đứt gãy chuỗi cung ứng, sản xuất bị đình trệ, các công ty, nhà máy, xí nghiệp đóng cửa, tình trạng thất nghiệp gia tăng, rồi sự khủng hoảng về mặt tâm lý trong toàn xã hội, rất nhiều. Bức tranh kinh tế toàn cầu trong 2 năm vừa qua có thể nói là đã có quá nhiều màu xám. Nhưng mà thực tế chúng tôi nhận thấy là trong cái bức tranh như vậy vẫn có những doanh nghiệp thực sự tăng trưởng, có những doanh nghiệp vẫn tìm được cách để họ phát triển và thậm chí là bứt phá trong thời kỳ khủng hoảng. Theo tôi đó là những doanh nghiệp mà đã thực sự thực hiện chuyển đổi số một cách thành công. Những doanh nghiệp này đã thực sự ứng dụng công nghệ vào tất cả các quá trình hoạt động của doanh nghiệp mình. Họ đã thực sự thay đổi được cách thức cung cấp sản phẩm dịch vụ và cung cấp ra những mô hình kinh doanh mới, tạo ra những giá trị cạnh tranh và những nguồn doanh thu mới, giúp cho doanh nghiệp có thể vượt lên được những điều kiện khắc nghiệt của điều kiện khách quan. Có một vài minh chứng rất là rõ rệt và chúng ta có thể thấy là ngay trong buổi hội thảo ngày hôm nay thì ở phần trình bày của chị Vân, Grab là một minh chứng rõ ràng cho thấy là các doanh nghiệp nếu thực hiện chuyển đổi số thành công thì họ vẫn tăng trưởng và vẫn phát triển trong các điều kiện ảnh hưởng từ khách quan như là dịch bệnh. Và chính các doanh nghiệp này, chính các cái sự thành công này đã cho thấy khái niệm chuyển đổi số nó không còn chỉ là lý thuyết hay là xu hướng mà nó đã là một thực tế tất yếu phải xảy ra đối với các doanh nghiệp khi chúng ta đối mặt với những sự bất định của điều kiện khách quan. Ở các doanh nghiệp thực hiện thành công này, chúng ta sẽ thấy là sự thay đổi về mặt tư duy diễn ra trong tất cả các cấp. Bởi vì thực sự là chuyển đổi số không phải
chỉ là áp dụng công nghệ. Chuyển đổi số nó phải xuất phát từ tư duy thay đổi của tất cả các cán bộ nhân viên, của các anh chị lãnh đạo, của các đơn vị, của các doanh nghiệp, của các tổ chức, thì họ mới có thể thực hiện gọi là chuyển đổi số một cách thành công. Thế thì qua đây tôi cũng muốn nói là COVID ấy vẫn có những cái tác động tích cực nhất định đến quá trình chuyển đổi của thế giới. Bởi vì chính nhờ sự COVID mà chúng ta nhận ra là chúng ta bắt buộc phải thay đổi. Và cái tư duy chấp nhận sự thay đổi đã diễn ra một cách rộng rãi hơn, một cách mạnh mẽ hơn trên phạm vi toàn cầu. Và trong cái lĩnh vực về bất động sản của chúng tôi thì cụ thể là chuyển đổi số đã tác động như thế nào? Thì có thể nói là minh bạch là hai từ khóa thể hiện rõ nhất và mạnh mẽ nhất về tác động của chuyển đổi số đối với ngành bất động sản của chúng tôi. Tất cả các đối tượng tham gia vào chuỗi giao dịch bất động sản, vào các khâu trong thị trường chuỗi giá trị của bất động sản đều cần phải được minh bạch. Đó là nhu cầu tất yếu của thị trường, của tất cả các thành phần tham gia vào thị trường. Và để làm được điều này ấy, thì các doanh nghiệp bất động sản hay các doanh nghiệp công nghệ trong 2 năm gần đây cũng đều đang đẩy mạnh các xu hướng thực hiện chuyển đổi số trong ngành bất động sản. Trong khuôn khổ báo cáo ngày hôm nay, tôi xin phép tóm tắt 5 xu hướng chính về việc thực hiện chuyển đổi số trong ngành bất động sản là như thế nào. Thứ nhất là các quý vị cũng thấy là sự nở rộ của các sàn giao dịch online, giống như chúng ta thương mại hóa, thương mại điện tử hóa trong ngành bất động sản. Thứ hai là sự đẩy mạnh về tự động hóa, về tin học hóa, về số hóa trong cách thức quản lý các dự án bất động sản. Thứ ba là các công nghệ như AR, VR, 3D, thực tế ảo tăng cường đều được áp dụng một cách triệt để vào các dự án và các sản phẩm liên quan đến thị trường bất động sản. Ngoài ra thì bản thân các công ty hoạt động trong lĩnh vực bất động sản cũng đã và đang và tự chuyển đổi chính mình thông qua việc họ tiến hành triệt để số hóa tài liệu, hồ sơ, tối ưu hóa quy trình, áp dụng triệt để việc tự động hóa trong các quy trình nội bộ. Và nhắc đến chuyển đổi số, chúng ta không thể không nhắc đến dữ liệu. Trong ngành bất động sản cũng như vậy, không hề ngoại lệ. Khoa học dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và các công nghệ về AI, machine learning đều là một cái xu hướng cực kỳ mạnh mẽ được áp dụng trong quá trình thực hiện chuyển đổi số ở ngành bất động sản. Có thể nói tất cả các doanh nghiệp bất động sản, các cái đơn vị tham gia vào quá trình trong chuỗi giá trị bất động sản đều hiểu và đều biết là chúng ta cần phải chuyển đổi. Họ thực sự mong muốn chuyển đổi số, họ thực sự sẵn sàng và quyết tâm thực hiện chuyển đổi số. Thế nhưng mà bắt đầu từ đâu và làm thế nào để thành công ấy, thì đấy lại là câu hỏi mà rất khó trả lời và thực sự hiện tại không có nhiều doanh nghiệp có thể thực hiện được. Tôi nhớ là có một cái báo cáo của Forrester tháng 6 năm 2021 khi mà phỏng vấn hơn 3.000 doanh nghiệp tại Mỹ về việc là anh chị có tin rằng quá trình chuyển đổi số tại doanh nghiệp mình là thành công hay không. Thì một tỷ lệ báo cáo cho thấy chỉ có 18% những người được hỏi, họ trả lời rằng họ nghĩ rằng có vẻ như quá trình chuyển đổi số tại doanh nghiệp mình sẽ thành công. Còn hơn 80% không chắc chắn lắm và không tự tin lắm về quá trình mình đang thực hiện chuyển đổi tại doanh nghiệp. Như vậy thì quý vị thấy rằng cái tỷ lệ thực hiện thành công về chuyển đổi số là rất thấp ngay tại thị trường Mỹ. Nếu so về Việt Nam thì tôi e là nó sẽ còn thấp hơn. Và tỷ lệ áp dụng trong ngành bất động sản tôi sợ là còn thấp hơn nữa. Nguyên nhân thì có rất nhiều điều kiện về khách quan, về chủ quan. Riêng trong ngành bất động sản, chúng tôi có những thách thức đặt ra gây nên cản trở cho quá trình chuyển đổi số thành công. Tôi cũng xin phép tóm tắt trong báo cáo ngày hôm nay một số thách thức chính. Đầu tiên chúng ta kể đến chính là trụ cột cực kỳ quan trọng của quá trình chuyển đổi số, đó là trụ cột về dữ liệu. Tất cả các doanh nghiệp tham gia vào quá trình xây dựng chiến lược chuyển đổi số đều hiểu rằng chiến lược về dữ liệu là chiến lược đóng vai trò cực kỳ quan trọng và đóng vai trò cốt lõi khi xây dựng chiến lược chuyển đổi số.
Thế nhưng làm thế nào để chúng ta xây dựng được một chiến lược quản trị dữ liệu khoa học và áp dụng nó trong các quyết định về kinh doanh, về sản xuất, về vận hành là một thách thức không nhỏ đối với các doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực bất động sản trên thế giới cũng như tại Việt Nam. Thứ hai, lực cản thứ hai, thách thức thứ hai nghe thì hơi mâu thuẫn nhưng nó lại là một điều thực tế xảy ra. Và cụ thể quý vị có thể thấy ngay tại Việt Nam. Đó là cái lực cản xuất phát từ chính nội tại của ngành bất động sản. Trong khi nhu cầu của tất cả các đối tượng tham gia và chuỗi giao dịch bất động sản đều mong muốn cải thiện chất lượng dịch vụ, gia tăng tốc độ, đơn giản hóa quá trình thanh toán, minh bạch hóa thông tin, đơn giản hóa quá trình pháp lý. Thế nhưng thực tế thì nhu cầu mong muốn là phải cải thiện nhanh. Nhưng thói quen của người sử dụng và cái hệ thống quy trình đi theo cái ngành bất động sản thì thay đổi cực kỳ chậm. Chính sự mâu thuẫn giữa hai cái việc này dẫn đến quá trình thực hiện chuyển đổi số cho ngành bất động sản đã tồn tại những lực cản nội bộ xảy ra. Và điều này cũng là một thách thức tạo ra quá trình chuyển đổi số cho ngành bất động sản rất khó để đi nhanh. Cái thách thức thứ ba đó là các doanh nghiệp bất động sản luôn luôn phải đối mặt với chiến lược làm thế nào để đảm bảo kinh doanh liên tục trong một môi trường bất ổn như hiện tại, cả về dịch bệnh, cả về khủng hoảng, cả về sự bất ổn của không gian mạng. Các doanh nghiệp bất động sản luôn luôn rất gặp phải nhiều vấn đề khi mà xảy ra những cuộc khủng hoảng truyền thông, khủng hoảng thông tin trên mạng xã hội, đi kèm với nó là những điều kiện khách quan. Chính vì vậy chiến lược đảm bảo kinh doanh liên tục cũng là một trong những chiến lược cực kỳ quan trọng gắn liền với chiến lược chuyển đổi số và là thách thức đặt ra cho các doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi số trong ngành bất động sản. Và thách thức lớn cuối cùng mà tôi muốn đề cập đó là một khái niệm được đặt làm trọng tâm trong chiến lược xây dựng chuyển đổi số. Khi thực hiện chuyển đổi số, chúng ta đều hiểu khái niệm customer centric, chúng ta đặt khách hàng làm trọng tâm. Tất cả các biện pháp, các chiến lược mà chúng ta thực hiện chuyển đổi đều mong muốn mang lại cho khách hàng một trải nghiệm tốt hơn. Chúng ta mong muốn có thể đề xuất cho khách hàng sản phẩm phù hợp nhất tại thời điểm thích hợp nhất, tại nơi khách hàng mong muốn nhất. Để làm việc này, chúng ta phải thấu hiểu khách hàng và chúng ta phải biết cách để đưa ra những khuyến nghị và những dự báo cho khách hàng, kể cả khi khách hàng còn chưa thực sự hiểu nhu cầu của mình là gì. Đó là lý thuyết. Thế còn thực tế, ở bất động sản, nhu cầu của khách hàng cũng rất khác so với nhu cầu của các ngành khác. Tôi xin lấy ví dụ như là nhu cầu về ăn uống, về đi lại, về mua sắm. Quý vị đều có thể thực hiện hàng ngày, lặp lại hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng. Nhưng nhu cầu về bất động sản là một nhu cầu rất đặc thù. Không phải lúc nào tôi cũng có nhu cầu mua nhà hay là thuê nhà hay là sang nhượng. Những nhu cầu về bất động sản và những đặc thù, đặc tính của khách hàng trong chuỗi giao dịch bất động sản thay đổi và xuất phát ở những thời điểm mà rất khó dự báo. Chính vì vậy, làm thế nào để chúng ta có một hệ thống để thu thập, để dự báo, để phân tích hành vi khách hàng và giúp khách hàng nâng cao trải nghiệm để mang lại giá trị cạnh tranh cho chính doanh nghiệp. Đây là một cái thách thức cực kỳ lớn đối với các doanh nghiệp đang trong quá trình xây dựng chiến lược chuyển đổi số trong lĩnh vực bất động sản. Như vậy, tôi tóm tắt nhanh để quý vị đại biểu hiểu rằng các doanh nghiệp bất động sản ở thế giới, ở Việt Nam đã sẵn sàng và quyết tâm thực hiện chuyển đổi số. Thế nhưng có quá nhiều các thách thức xảy ra và nếu chúng ta chỉ nhìn ở một vài góc nhỏ để chúng ta giải quyết thì sẽ không thể giải quyết triệt để các bài toán, các vấn đề nổi cộm của cả chuỗi giao dịch trong thị trường bất động sản. Điều kiện để chúng ta có thể thực hiện chuyển đổi số một cách thực sự thành công trong lĩnh vực bất động sản, theo chúng tôi, đó là cần phải có một nền tảng số chuyên biệt dành cho lĩnh vực bất động sản. Đó cũng là lý do ra đời của Maylen, của hệ sinh thái công nghệ bất động sản. Hiện tại đang gồm 26 sản phẩm được kết nối và giải quyết các vấn đề của thị trường bất động sản thông qua một nền tảng định danh duy nhất
mà chúng tôi gọi là Mây ID. Đây là một trong những yếu tố quan trọng để có thể giải quyết được tất cả các vấn đề của thị trường bất động sản. Và làm thế nào để chúng tôi có thể giải quyết được các vấn đề này? Đó là chúng tôi cần phải áp dụng những công nghệ và khoa học về mặt dữ liệu. Chúng tôi cần phải áp dụng những công nghệ về trí tuệ nhân tạo, tận dụng sức mạnh của điện toán đám mây và mang lại các giá trị dành cho thị trường. Thứ nhất, với cái hệ sinh thái chuyên biệt dành cho bất động sản mà chúng tôi cung cấp, sẽ cung cấp một hệ sinh thái kết nối giúp cho tất cả người mua, người bán, người có nhu cầu giao dịch kết nối với nhau một cách dễ dàng và nâng cao tính thanh khoản của thị trường. Tất cả các giao dịch liên quan đến bất động sản sẽ được thực hiện một cách đơn giản nhất, và chúng tôi gọi từ khóa cho hệ sinh thái sản phẩm dịch vụ của Mayland là Effortless, tức là các cái giao dịch mà quý vị đại biểu hay bất kỳ một ai cần thực hiện, chúng ta tìm kiếm, chúng ta mua, chúng ta bán, sang nhượng dưới sự hỗ trợ của nền tảng công nghệ số chuyên biệt của 26 sản phẩm dịch vụ của Mayland sẽ được thực hiện mà không cần tốn bất kỳ một nỗ lực nào. Sự đơn giản và tiện lợi là thứ mà chúng tôi đề cao trong tất cả các sản phẩm của mình. Với sự áp dụng công nghệ blockchain, tất cả các thông tin và vấn đề nổi cộm nhất của thị trường bất động sản là minh bạch thông tin sẽ được đưa lên để giúp tất cả các bên tham gia trong quá trình bất động sản đều hiểu được nguồn gốc xuất xứ của mảnh đất, các thông tin liên quan đến bên mua, bên bán, bên môi giới và toàn bộ thông tin liên quan, và từ đó sẽ tạo ra dòng tiền lưu thông mạnh mẽ của ngành bất động sản, tạo ra động lực để tăng trưởng cho nền kinh tế chung. Và việc chúng ta minh bạch hóa thông tin, chúng ta nâng cao độ tin cậy giữa các bên tham gia cũng sẽ giúp giảm bớt các tranh chấp và kiện tụng liên quan đến bất động sản. Việc này sẽ giảm bớt các công tác hỗ trợ cho đơn giản hóa quy trình thủ tục về quản lý nhà nước. Thực tế thì 2 năm vừa qua, ngoài việc chúng tôi hoàn thành nền tảng chung thống nhất của Mayland và các nền tảng hỗ trợ định danh, nền tảng phân tích dữ liệu, nền tảng quản trị, thì chúng tôi đã thiết kế tất cả các sản phẩm trong hệ sinh thái của mình có thể đứng độc lập để giải quyết từng phân khúc trong chuỗi giá trị của thị trường bất động sản. Mỗi một sản phẩm mà chúng tôi đưa ra sẽ đều giải quyết các vấn đề tận gốc rễ của thị trường, và khi tích hợp lại với nhau trong một hệ sinh thái, chúng ta sẽ nhìn thấy một bức tranh chung để giúp chuyển đổi số toàn diện và thực sự cho cả ngành bất động sản. Với thời gian ngắn ngủi trong vòng 2 năm kể từ ngày thành lập, hiện tại chúng tôi đã ra mắt một số sản phẩm và cũng rất may mắn nhận được sự đón nhận của thị trường và của khách hàng, như là cổng thông tin bất động sản 4.0 với 2 giao diện website và mobile app, hiện tại đã có đến sấp xỉ 4 triệu lượt truy cập mỗi tháng, hay là các nền tảng để hỗ trợ truyền thông quảng bá đa kênh chuyên biệt cho bất động sản như Mayped, Mayes, hay các hệ thống về tra cứu quy hoạch bản đồ trực tuyến và tìm kiếm thông tin bất động sản, minh bạch hóa các quy hoạch của mảnh đất đã được đưa ra với tên nền tảng Mayped, và hệ thống Mây CRM, một nền tảng CRM đặc thù dành riêng cho nhà môi giới bất động sản. Đây là hệ thống CRM dành cho người môi giới bất động sản đầu tiên tại Việt Nam, và cũng là một trong số ít các sản phẩm CRM dành cho người môi giới bất động sản trên thế giới. Và thời gian tới, từ cuối năm 2021 cho đến nửa đầu 2022, chúng tôi sẽ tiếp tục ra mắt các sản phẩm trong hệ sinh thái của Mayland, như là hệ thống truyền hình trực tuyến, hệ thống tin tức tổng hợp, mạng xã hội chuyên biệt dành cho hệ thống bất động sản, các hệ thống đánh giá, định giá, tín dụng và rất nhiều các sản phẩm khác trong hệ sinh thái. Và hướng tới tương lai xa hơn, chúng tôi sẽ xây dựng hệ thống ví điện tử thanh toán và ngân hàng số chuyên biệt cho lĩnh vực bất động sản. Đây là tầm nhìn và sứ mệnh, và cũng là mục tiêu cụ thể mà Mayland đã, đang và sẽ hoàn thành để thực hiện được việc chuyển đổi số cho lĩnh vực bất động sản. Ngày hôm nay tôi rất cảm ơn ban tổ chức đã cho Mayland được đến đây để trình bày, để chia sẻ báo cáo. Và với vai trò là một doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, với vai trò là một doanh nghiệp tiên phong trong việc thực hiện chuyển đổi mới, chuyển đổi số cho ngành bất động sản, chúng tôi
tin rằng sẽ còn rất nhiều các thách thức phía trước để có thể đạt được tầm nhìn vươn ra toàn cầu, mang sản phẩm Việt ra thế giới. Và chúng tôi tin rằng cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 là cơ hội cho những doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, cho những khởi nghiệp về công nghệ như Mailen và các doanh nghiệp khác. Nhân buổi hội thảo ngày hôm nay, tôi cũng muốn trình bày, cũng mong muốn nhận được sự hỗ trợ về mặt đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, những chỉ đạo sát sao, hỗ trợ từ các cơ quan, đoàn thể, bộ ban ngành để giúp cho các doanh nghiệp làm theo cách làm mới, tư duy mới, nhưng mong muốn đóng góp được giá trị cho xã hội, cho cộng đồng thì sẽ được ủng hộ để chúng tôi có thể thực sự là phát triển một cách vượt bậc ngay tại sân nhà trước khi chúng ta bước chân ra thế giới. Tất cả các doanh nghiệp Việt Nam như chúng tôi đều sẵn sàng cả về nguồn lực, cả về con người, cả về sự quyết tâm để có thể tham gia vào quá trình này. Và nhân đây, tôi cũng xin mong muốn kêu gọi sự đồng hành của các doanh nghiệp, tổ chức, các startup trong và ngoài nước để cùng nhau chúng ta thực sự xây dựng được một nền kinh tế số và góp phần vào quá trình thực hiện thành công của cách mạng công nghiệp 4.0 mà Đảng và Nhà nước đã và đang lãnh đạo. Tôi xin trân trọng cảm ơn. Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông Ngô Mạnh Hà, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Mailen. Thì ông Hà cũng đã cho chúng ta thấy là Mailen là một công ty start-up với tuổi đời cũng đang là non trẻ thôi, 12 năm thôi, nhưng cũng đã rất là thành công trong phát triển cái nền tảng số chuyên biệt cho lĩnh vực bất động sản.